Vâng, xin trân trọng cảm ơn các thành viên đến từ câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thôn Đại An. Xin cháu bé hãy lui lại trên sân khấu. Vâng, xin cháu bé hãy ra sân khấu. Xin mời cháu bé ra sân khấu. Và ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Phạm Văn Kiên có món quà tặng cho cháu nhỏ đến từ câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thôn Đại An. Vâng, phải nói tuyệt vời với tinh thần động viên. Vâng, anh Phạm Văn Kiên đến từ câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thôn An Khoái động viên một cháu nhỏ. Cháu đã tham gia hai tiết mục trong buổi tối ngày hôm nay để chào mừng lễ hội đèn quay đồng. Vâng, đây là một tinh thần phải nói rất là tuyệt vời, động viên tinh thần văn hóa văn nghệ.